Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách sơ chế cùi bưởi làm sao cho nó hết đắng nhé. Để chúng ta làm chè bưởi nhé. Đây là cái phần cùi bưởi này. Mình vừa mới bóc được một lần rồi. Và mình để qua đêm. Khoảng 2 tiếng. Bóc với muối. Cái vỏ này các bạn có thể dùng để các bạn làm nước gội đầu hoặc là nước xông nhà để phòng chống cảm cúm. Gội đầu thì rất là thơm ấy. Bỏ hết cho mình cái phần vỏ xanh đi nhé. Nhưng không bỏ sâu quá nhé. Để cho mình có cái cùi nó dày một chút để ăn nó giòn hơn, ngon hơn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy cái phần cùi này để mình đi mình làm cho nó hết đắng đi thì mới làm được thành chè bưởi được. Các bạn tách cho mình lấy vỏ nhé. Các bạn lưu ý là tách vỏ các bạn tách cẩn thận để cho nó không vào sâu quá cái phần thịt bưởi vì cái phần trong thì nó sẽ vào sâu quá bên trong ấy, nó sẽ có cái phần sơ ấy, sơ cho nên chúng ta chỉ tách để cho nó lấy cái phần thịt phần cùi mà nó không có cái sơ này, có cái sơ đường gân này thì chúng ta sẽ bỏ cái sơ này đi, chúng ta chỉ lấy cái phần cùi thịt thôi. Thịt phần vỏ thì cho tách xong thì các bạn cho ra cái này nhé để tí nữa mình ngâm với muối để cho hết đắng. Các bạn có thể để cả cái miếng to này để chúng ta ngâm với muối nhưng để đảm bảo nó nhanh hết đắng hơn thì nó ngấm muối nó ngấm vào được đều hơn thì chúng ta thái nhỏ ra nhé. Chúng ta thái những cái miếng mà vuông ấy. Đều tay cho nó đẹp nhé. Để cho những cái miếng chè để chúng ta nó đẹp nó ngon. Lạo cái phần sơ đi nhé, đây nó có một ít sơ đây này, nói là sơ nhưng nó đấy, đây, đấy. Sợi này bỏ đi, sợi này ăn là sẽ sơ mà nó sẽ dễ gây đắng, nó chỉ lấy cái phần cùi thịt thôi. Này các bạn có thể dùng tay các bạn tước bớt cái phần sơ đấy đi. Bớt cái phần sơ đi để chúng ta có cái phần thịt. Đấy, cứ thái như vậy đến hết nhé. Cứ làm như vậy đến hết. Chè bưởi nó rất là ngon mà lại đơn giản, chỉ cần đường, bột lăng này, nước vani hoặc là nước hương hoa bưởi và đỗ nhỏ hay là đậu xanh ấy. Chỉ cần những nguyên liệu rất là đơn giản thôi, cũng rất là dễ mua. Và muối để chúng ta làm cho nó hết đắng của cái phần thịt bưởi, à, cái cùi bưởi này.
Bây giờ mình sẽ đi ngâm với muối. Bây giờ các bạn cho muối vào, các bạn xóc cho mình và các bạn ngâm qua đêm. Thì cho muối vào quả bưởi này, các bạn cho 1,5 thìa ăn phở muối nhé, cho nhiều một chút thì nó mới nhanh hết đắng muối hạt nhé. Để các bạn bóp cho một chút nước vào để nó dễ bóp, và chúng ta bóp xong chúng ta cứ ngâm này qua đêm hoặc là ít nhất là 2 tiếng thì nó mới hết đắng được nhé. Các bạn thì mình cho mình nước vào rồi mình bóp cùng, cho khoảng 100ml nước vào bóp cùng cho nó dễ bóp ấy. Bóp khoảng 5 phút để cho nó ngấm vào cái phần cái muối này, nó ngấm vào cái phần cùi bưởi này để cho nó hết cái vị đắng đi. Rồi sau đó chúng ta rửa thật nhiều lần và cũng lại nàn như này khoảng 2 lần nữa. Những lần sau thì chúng ta chỉ để khoảng nửa tiếng thôi. Lần đầu là chỉ chúng ta để khoảng 2 tiếng hoặc để qua đêm càng tốt, để cho nó hết sạch cái vị đắng của cái cùi bưởi đi ấy. Cái cùi bưởi này ăn nó rất là ngon, giòn, nhưng mà cái vị đắng của nó thì cũng rất là đắng ấy, nên chúng ta phải làm cho nó hết cái vị đắng ấy. Làm cái chè bưởi này, cái quan trọng nhất là cái phần sơ chế, làm sao cái cùi bưởi của chúng ta nó không bị đắng ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đợi 2 tiếng hoặc là để qua đêm nếu mà các bạn làm tối sáng sau các bạn làm. Và cứ sau đó mình sẽ phải rửa sạch lại và mình bóp như vậy thêm 2 lần nữa hoặc 3 lần nữa bao giờ cho hết đắng thì thôi, và cũng lại cho muối vào. Sau khi mà ngâm được 2 tiếng nhé, mình sẽ xả nước vào như này và mình rửa thật nhiều lần cho nó sạch cái nước chát đi, nước đắng đi và nước muối đi, và mình lại ngâm tiếp thêm 2 lần nữa. Nhưng lần này thì mình chỉ ngâm khoảng mỗi lần khoảng 30 phút thôi. Mình vẫn ngâm với nước muối nhé. Khi mình rửa kỹ rồi nhé, nhưng mình không bắt kịp. Và để một chút nước như vậy thì mình ngâm tiếp như này thì nó sẽ nước thì nó sẽ làm cho cái muối này nó dễ hòa vào cái phần cùi bưởi này hơn. Và cho thêm một thìa ăn phở muối vào như vậy. Ngâm thêm 2 lần nữa, mỗi lần ngâm 30 phút nhé. Và bây giờ lại chờ đợi. Bây giờ mình khi mà ngâm lần này lần thứ 3 rồi ạ, vì lần thứ 2 mình đã ngâm rồi và mình quay lần thứ 3 mình cũng ngâm tương tự nên mình không quay nữa. Được lần thứ 3 rồi, bây giờ mình sẽ đi rửa thật sạch, xả nước vào và bóp hết cái nước mặn này đi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có được cái phần cùi bưởi không bị đắng nữa và rất là ngon để nấu chè nhé. Các bạn đổ vào cái rổ nhé, sau chúng ta bóp thật nhiều lần cho nó sạch cái phần này, cái vị đắng đi và sạch cái nước muối mặn đi. Rửa thật là kỹ nhiều lần rồi. Xả nước vào. Bao giờ hết cái vị mặn và vị đắng thì thôi. Đắng thì hết rồi nhưng bây giờ chỉ làm hết vị mặn thôi. Các bạn bóp kỹ cho mình nha, cho nó ra hết cái vị mặn đi. Bóp thật kỹ nhé. Cứ rửa như này vài lần để cho nó hết cái vị mặn đi. Hết vị mặn thì thôi nhé. Làm như vậy thì đảm bảo là hết vị mặn. Bây giờ mình sẽ lấy nước lọc để mình tráng thêm lần nữa. Các bạn bóp nhé để nó ra hết cái nước này đi. Và chúng ta sẽ cho vào cái nước lọc này. Nước lọc sạch này. Và chúng ta chỉ cần, bây giờ là chúng ta không bóp kỹ, chúng ta chỉ bóp nhẹ thôi để cho chúng nó giữ được một chút nước vào trong ấy, để cái cùi của chúng ta khi làm lại nó giòn hơn. Bóp nhẹ thôi.
Và bây giờ mình đã xong được cái phần sơ chế cùi bưởi rồi, để nó hết vị đắng rồi.